Chuyển sang những thông tin về thời tiết, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt không khí lạnh đang hoạt động mạnh mẽ sẽ quyết định đến quỹ đạo và cường độ của cơn bão số 6. Bên cạnh đó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đã tiến hành họp bàn các giải pháp ứng phó với bão số 6 sắp tới. Phát biểu tại cuộc họp bàn các giải pháp ứng phó với bão số 6, bão Nesas vào sáng ngày 18 tháng 10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm ngày 17 tháng 10, bão số 6 đã đạt cường độ mạnh nhất cấp 12 đến 13, giật cấp 15. Theo ông Khiêm, do ảnh hưởng của không khí lạnh, vào chiều ngày 18 tháng 10, nhiều khả năng bão sẽ giảm dần cường độ khi di chuyển về vùng biển Trung Bộ. Dù không có mưa cực đoan trên đất liền, nhưng sẽ xuất hiện gió mạnh ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. Ông Khiêm cũng cho biết khi vượt qua khu vực phía bắc của đảo Luzon, Philippines, đi qua vùng biển thoáng, không bị ảnh hưởng của ma sát địa hình, bão số 6 không bị mất năng lượng. Do vậy nên cường độ của bão số 6 gần như giữ nguyên khi vào biển Đông, mạnh cấp 11. Tuy nhiên, hiện nay không khí lạnh đang hoạt động mạnh và liên tục được tăng cường, nên sự tương tác của không khí lạnh với hoàn lưu bão trên Biển Đông sẽ quyết định đến quỹ đạo và cường độ của cơn bão số 6. Theo ông Khiêm, trước mắt các đơn vị liên quan cần đặc biệt lưu ý ảnh hưởng của gió mạnh trong 24 đến 48 giờ tới. Ở khu vực Bắc Biển Đông, nhất là khu vực biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam, bởi sự tương tác của không khí lạnh và hoàn lưu bão số 6. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió mạnh cấp 9, cấp 10 sau tăng lên cấp 11 12 giật cấp 14 sóng biển cao từ 6 đến 8m vùng gần tâm bão từ 8 đến 10m biển động dữ dội Vùng biển phía tây bắc khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Còn trên đất liền, do tương tác với không khí lạnh nên phạm vi và mức độ ảnh hưởng của bão số 6 đến vùng biển ven bờ và đất liền có thể xảy ra theo hai kịch bản. Theo đó có khoảng từ 60 đến 69% khả năng bão tương tác với không khí lạnh, suy yếu trước khi đi vào vùng biển trung bộ và yếu thành vùng áp thấp hoặc áp thấp nhiệt đới trước khi vào đất liền. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đưa ra xác suất từ 30 đến 40% khả năng khi bão di chuyển tới khu vực phía nam của đảo Hải Nam tương tác mạnh với không khí lạnh là rất mạnh, cường độ yếu đi nhanh và sẽ tan trước khi đi vào đất liền. Trên đất liền mưa và gió không đáng kể. Ông Vũ Xuân Thành, Phó Tránh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ, công điện của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai khẩn trương hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả mưa lũ, vệ sinh môi trường, sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân. Phó Tránh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai còn đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tiếp tục cập nhật thường xuyên liên tục các bản tin dự báo, cảnh báo về bão, mưa lũ để chủ động ứng phó.